Mời các bạn cùng ăn cơm tối với mình này. Tối nay mình ăn cá sushi về chấm về soy sauce wasabi với là apple, ăn với peanut butter. Ngon chứ, buổi trưa mình ăn nhiều lắm các bạn ạ. Nhưng buổi tối thì cũng tập để ăn nhẹ nhẹ một chút. Khi nào mà có con mình đi câu á, thì mình có những bữa cá ngon như thế này. Đây là red snapper đấy các bạn. Còn không có con đi câu thì mình có thèm có thích nữa, mình cũng không mua đâu các bạn, vì mua rất là mắc, mà sợ không được tươi giống như cả con mình câu đâu. Khi nào chờ con đi câu mới có được những bữa ăn như thế này. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Thôi chào các bạn. Bye.